nữa thì bên công ty có nói là tao thấy mày bán cái kem mắt AHC này rất là nhiều. Hà bán một tip đấy 10 đồng nữa, cả nhà biết kem mắt đấy rồi. Cho nên là bên công ty nó biết bán như vậy, cái là có mã mới cái là nó mời liền, chào liền luôn nha cả nhà nhá. Cho nên là Hà có. Đó. Còn cái mà Hà muốn giới thiệu nữa, nếu như mọi người chị em nào mình muốn trải nghiệm nhé cả nhà nhá, trải nghiệm cái kem dưỡng của Hoàn Lưu Cao nhé cả nhà nhá, kem dưỡng của Hoàn Lưu Cao, cái gói này nhé cả nhà nhá, nó được 10 hộp ở trong này nhé cả nhà nhá, kem dưỡng Hoàn Lưu Cao mà là kem mắt nhé cả nhà nhá, à kem mắt chứ không phải kem dưỡng đâu, kem mắt, Hà nhớ lại rồi, kem mắt. Kem mắt nhé cả nhà nhé. Kem mắt của Hoàn Lưu Cao nhé cả nhà nhé. Một hộp này 10 vỉ này với giá 20 oi nhé cả nhà nhé. Mọi người biết rồi đấy. Một set kem mắt của Hoàn Lưu Cao nhé. Sâm củ tẩm mật ong không chị? Sâm củ tẩm mật ong thì chị không có. Hiện bây giờ thì chị chỉ còn được có 2-3 hũ gì đó sâm lát ấy, sâm mà thái lát ấy, tẩm mật ong ấy. Mà chị chỉ còn có hắc sâm thôi em nhé, hắc sâm thôi, 20 đồng một hũ em nhé, ăn rất là ngon, ăn ghiền đó, Diệu Hồ, ăn ghiền đó, nó hơi đắng nhẫn nhưng mà không có nghĩa là không ăn được, ăn vô nếu mọi người nào mà đã biết về cái sâm ăn nó đắng nhưng mà rất là ngon nhé, 20 đồng một hũ, mọi người cứ ăn thử đi, họ thái lát ra rồi họ tẩm, ăn như ô mai luôn, nhưng mà có điều là nó đắng, sâm thì nó phải đắng rồi, đó nhé cả nhà nhé, mà nó lại là sâm, hắc sâm nữa nhé cả nhà nhé. Em thích củ hả? Thích củ thì có nhiều người ấy, thì nó cứ nói với chị là ôi củ mất công cắt quá à, cho nên là người ta lại thích sắt lát, cho nên thật sự là mỗi người mỗi ý, tại vì Hà bán cái nào ấy thì cũng cứ quen rồi cứ bán một cái như vậy. Kem mắt nhá cả nhà nhá. 20 đồng một hộp kem mắt. Mọi người biết một cái set kem mắt ấy, giá công ty là 450. Trong cái set kem mắt đấy ấy, nha cả nhà nha, một hũ kem mắt chỉ có 25 ml thôi nhá cả nhà nhá, nên mọi người đừng có nhầm lẫn trong cái mà từ cái mà à, từ ok Vân Anh nhá, à, chị sẽ trả lời tin nhắn em cho nên là mọi người đừng có nhầm lẫn với cái kem mắt, kem mắt với lại kem dưỡng nhé cả nhà nha. Kem dưỡng thì nó tới 60 ml lận, nhưng mà cái kem mắt nó chỉ có 25 ml thôi nhé cả nhà nha. À, chị ơi sâm hộp sắt, ok Yến chị có sâm hộp sắt nhá. Sâm hộp sắt thì chị có, chị bán á, là để chị coi xem có ở đây không, để chị lấy xuống nhà chị lấy nhé. 20 đồng một hộp kem kem mắt nhé, nếu mà mọi người xài Hoàn Lưu Cao. Kem mắt ấy, mọi người biết Hoàn Lưu Cao là một cái dạng kem trẻ hóa 10 năm tuổi nha cả nhà nha. Nó sản sinh thêm nó không sản sinh collagen nhưng mà nó kéo căng cái sợi collagen cho mình nhá cả nhà nhá. Hà đi xuống là lấy thêm sâm thiết cho Yến coi nhá. Đây, Hà quay trở lại rồi. Mọi người biết sao không? Với cái kem mắt ấy, của Hoàn Lưu Cao ấy, thì mọi người biết những cái hộp như thế này thật sự ấy nha là khó lấy hàng lắm nha cả nhà nha. Không có dễ lấy đâu, không có dễ lấy đâu, hoàn toàn không có dễ lấy đâu. Thật sự luôn đó cả nhà, khó lấy hàng lắm. Khi nào có thì mọi người biết Hà có cái là Hà lên liền cho mọi người luôn. Đấy, cho nên là mọi người có thì mọi người muốn trải nghiệm thì mọi người cứ lấy nhá. Em hai hộp sâm lát. Chào Vi nhá. À, Hà ghi nè. À, chị Liên Hương nè. Toàn Mai Hà cho em kem mắt à,
Mọi người biết sao không? Cái kem mắt này á, nó ít hàng lắm cả nhà. Nó ít lắm nha. Nó ít lắm, cho nên là mọi người thích thì mọi người thấy Hà bán ấy, thì mọi người thích thế thì mọi người cứ lấy đi. À, hôm nay đẹp thế. Ôi giời, Vi ơi, lên đây để gặp chị em mình cũng phải đẹp đẹp một tí chứ nhỉ. Đó là người ta nói, cứ hay nói là sao không? Nếu mà mình đi gặp người ta mà mình không mặc đẹp ấy, là tức là mình không tôn trọng người đối diện đúng không cả nhà? Cái này không biết nó có thật hay không, hay là cái đó là một cái lý do mà người ta thích làm đẹp cho nên người ta cứ nói như thế nhỉ? Hay là nó như thế thì không biết nữa nha. Ờ, Uyên Vũ nè. Trời ơi, cái sâm lát đấy là Hà coi như là nhai suốt luôn á. Hai hũ sâm lát tẩm mật nhá, hắc sâm luôn đấy, ngon lắm. Có nhiều khi khách Hà dặn đấy, mà thật sự là Hà không có nhớ ai nữa đâu, không biết lục làm sao mà lục hết được để mà kiếm mọi người được. Hà qua cái mã kem mắt của Hoàn Lưu Cao nhé cả nhà nhé. Kem Hoàn Lưu Cao ấy thì mọi người biết nó trẻ hóa 10 năm tuổi, nó lấy lại 10 năm tuổi thanh xuân đó, cho nên là mọi người nhớ chịu khó xài cho Hà nhá. À đây, cái hũ đấy của Hà bán nó như thế này này cả nhà. Đó, cái hũ sâm lát của nó như thế này, nó tẩm mật. Mà cái này nó là cái hũ đen nhá, hắc sâm nhá cả nhà nhá. Nếu như ấy, mà là cái trên này của nó màu đỏ này, cái dưới này nó màu đỏ đỏ này, nó sẽ là hồng sâm nhá cả nhà nhá. Còn cái này nó là hắc sâm. Đắng hơn là hắc sâm nha. Lo tẩm bổ không thèm sủi bữa nữa. Không lo mà sủi bữa đi là cái lăn á. Không, nói vậy thôi chứ sâm nó không có mập đâu. Ai cứ nói mình là những cái đấy nó làm mình mập, Hà thấy Hà cũng ăn lia lịa luôn. Nó không phải đâu, là do nhiều khi do cái cơ địa của mình, nhưng tức là làm sao nhiều khi á, mình những người á, người ta ăn nhiều quá trời luôn mà người ta không mập, là cái tiêu hóa của người nó tốt nhất cả nhà nhé. À, em lấy hộp sâm lá. Hết rồi nhé cả nhà nhé, đừng đừng đặt nữa nhé cả nhà nhé, đi cho Hảo một phú là hết rồi nhé cả nhà, đừng đặt nữa, khi nào có nữa thì Hà về Hà báo nhé. Khổ lắm. Thủy ơi, Hà hết rồi. Quyên lấy hai này, Hảo lấy một này, là Hà chắc là Hà hết rồi. Hà còn có hai ba hũ gì thôi à. Hết rồi, Hà còn hai ba hũ à. À, cả